nhà vậy thôi. Tôi mới cục bột đấy mẹ, nếu nó lặn thì ra bao nhiêu loại bánh cũng chị mẹ. À bà Hảo bây giờ bán quả phở xà xín. Tôi ăn rồi. Cũng 30 euro đấy. Ăn cũng được. Con gái là bà Hảo xinh phết. Tôi giờ biết à? Không biết đâu rồi. Chúng ta từng yêu. Đợi thời rồi. Gì đó? Đợi thời. Con xe gánh 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 con phở. Tối á, khoảng tối lại tìm thêm mấy xe để phò thì mai trước luôn. Mai trước rồi. Mai qua. Chỉ được 6 xe ở gì á. 6 xe cho con là khoảng 8 triệu là ok. Kiểu tao